xin chào mọi người. Theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 6 tháng 11 năm 2021 về việc Đầm Sen, Bình Quế đón khách nhiều khu vui chơi, điểm du lịch như công viên văn hóa Đầm Sen, làng du lịch Bình Quế đã sẵn sàng đón khách ngày 6 tháng 11. Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 mở cửa đón khách trở lại sau 6 tháng ngưng hoạt động. Theo đó, người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 qua 14 ngày, tuân thủ 5K có thể dẫn trẻ nhỏ đi tham quan công viên từ 8 giờ đến 17 giờ 30 các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Chỉ xét nghiệm nCoV khi có triệu chứng. Với khách đã tiêm 2 mũi vaccine và là F0 đã khỏi bệnh cũng được yêu cầu tương tự. Ông Hà Thuận An, Phó Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết trước ngày mở cửa một tuần, nhân viên đã được quy động để chỉnh trang cơ sở vật chất và ngày 5 tháng 11 mọi hoạt động. Dịch vụ đã sẵn sàng trở lại, chỉ trừ khu vực sân khấu hiện chưa đưa vào sử dụng do tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Ngày đầu mở cửa, công viên hơn 30 hectare này dự kiến đón khách tối đa 50% công suất. Giá vé vẫn được giữ nguyên ở mức 120.000 đồng với người lớn và 80.000 đồng với trẻ em. Trẻ dưới 1 mét miễn phí vào cổng tại Đầm Sen, du khách có thể thư giãn với hơn 30 hệ thống trò chơi. Trong đó có cả những trò cảm giác mạnh được yêu thích như roller coaster, spinning coaster, tàu vượt thác, power surf. Du khách cũng có thể tham quan khu thủy cùng với các loài cá biển, cá sông Amazon, lồng chim khổng lồ, vườn thú hoang dã, vườn khủng long mới ra mắt đầu năm 2021 và công trình nghệ thuật băng đăng Cáp Nhĩ Tân độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Bên cạnh đó, làng du lịch Bình Quế với các cơ sở trực thuộc khu du lịch Bình Quế 1, 2, 3 trên bán đảo Thanh Đa, khu du lịch Văn Thánh, khu du lịch Tân Cảng cũng đã có thông báo hoạt động trở lại. Thời gian đầu, một số nơi có giới hạn cho khách tham quan, cụ thể khu du lịch Bình Quế 1. Nhà hàng thủy tạ dịch vụ câu cá sẽ mở cửa thứ năm đến chủ nhật từ 10 giờ đến 17 giờ. Còn khu du lịch Bình Quế 3 cà phê Đùng Đỉnh sẽ mở cửa từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần. Từ 7 giờ đến 17 giờ, Thảo Cầm Viên cũng đã hoạt động trở lại, giá vé vào cổng không thay đổi. Người lớn 60.000 đồng trên một lượt, trẻ em 40.000 đồng trên một lượt và miễn phí cho trẻ dưới 1 mét. Du khách có thể đi tham quan công viên vào các ngày trong tuần. Nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài. Trong đó có nhiều loại quý hiếm, Thảo Cầm Viên cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.